Chia sẻ một đơn đơn giản thêm một cái nữa, cái nói xong cái này nữa là bỏ qua vấn đề này nha. Quan điểm của Mết về giáo dục á, nó khác với lại quan điểm giáo dục ở thời điểm hiện tại của các bạn. Hiện tại khi không phải là tất cả, nhưng hiện tại phần lớn khi các bạn đi học, các bạn được xài, được có smartphone rồi, thì khi thầy cô la mắng đánh một hai cái, các bạn quay phim chụp hình lại, các bạn đem về nói phụ huynh đem lên nhà trường mét hiệu trưởng rồi phạt thầy cô. Nhưng đối với tôi á, bây giờ ví dụ như thằng Tài của tôi đi, nó đi học mà cô giáo tán nó bạt tai, nhưng nếu nếu như lý do cô giáo tán nó bằng một bạt tai hợp lý, tôi cảm ơn cô giáo luôn, tôi cảm ơn luôn. Tại vì sao? Tại vì bả dạy nó sống, đi học là học lễ nghĩa, học chữ, phải đi học để chỉ học chữ không, đi học là học học lễ, học nghĩa, học đối nhân xử thế, đó mới là học. Còn đi lên trường học chữ không thì phải đi học, trường lớp nó là như vậy. Đó là quan điểm của tôi về giáo dục, thực tế nó thực tế như vậy. Còn anh em nào thấy không hợp lý thì tất nhiên đó là quan điểm của chúng ta, nó cũng không đặt nặng gì. Tất nhiên là cái việc mà mình không ủng hộ bạo lực, tôi là một người không ủng hộ bạo lực, nhưng nếu như thằng Tài nó làm một cái gì đó không hợp lý, đúng không, nó ăn đòn bình thường. Chẳng hạn như trong trường hợp mà hồi đợt tôi cứ kể ông nghe câu chuyện thằng Tài bị ba nó quýnh mà bầm cái con mắt chưa, lúc mà tôi gọi về tôi thấy nó bị quýnh mà con mắt đỏ hoe, chưa cần biết là chuyện gì diễn ra, phải chở đi bệnh viện liền, không có làm gì hết trơn á, không có chửi nó thêm câu nào hết trơn á, nó đã bị thương rồi mà bây giờ chửi nó thêm. Sau khi chở đi bệnh viện, mua thuốc uống, khám coi có bị cái gì nghiêm trọng không, không bị gì hết, về hỏi tại sao, thì nó mới nói là tại vì nó xô bà nội nó, tức là bà ngoại của tôi, cho nên là ba nó thấy như vậy ông nóng ông quýnh. Tôi quay qua tôi nói nó nhẹ thôi, tôi không có chửi nó thêm gì hết trơn á, tôi nói nó đơn giản thôi, mạng đòn đúng không được vậy, nên tôi cũng không chửi nó thêm gì hết trơn á. Thậm chí tôi còn gọi là sau khi nó vậy rồi tôi còn phải nói nó, tôi kiểu như tôi giải thích cho nó hiểu là à nó không được vậy này nọ, thấy không, như vậy. Bình thường mà quan điểm về giáo dục của tôi nó là như thế. Tất nhiên nếu nếu như mình được lựa chọn thì tôi không muốn ba nó quýnh nó, mà dùng một cách nào đó không Bảy núi hay hơn. đúng phải có áp lực mới tạo ra được kim cương, nhìn bảy núi y sẽ hiểu kim cương tận 4 tháng liền mà. Nếu như là tôi đi mà tôi có mặt ở đó, tôi sẽ can ông ba nó quýnh nó lại, không cho quýnh nó, mà mình phải mình có thể dùng những cách hay hơn mà. Mình giải thích cho nó hiểu, mình trừng phạt nó bằng những cái hành hành động khác, ví dụ không cho nó chơi máy tính, không cho tiền nó đi chơi. Không cho tiền nó đi chơi thôi nha, chứ nó thích đi nó vẫn đi được à, không có chối nó, không có làm gì nó hết trơn. Tôn trọng sự tự do của tất cả sinh mạng trên thế giới này, nó thích đi chơi đúng không, cứ đi, nhưng không cho tiền vậy thôi. Mình có nhiều cách mà, về giáo dục là như thế, quan điểm của tôi là như vậy. Anh em thấy hợp lý thì chúng ta cùng quan điểm, còn anh em nào thấy tôi nói sai thì nó chỉ là quan điểm thôi, cái này không phải là cái tôi đang suối là ô thầy cô ơi, thầy cô quýnh mấy thằng học trò nhiều lên, quýnh quýnh mạnh vào, tôi không có à, nhưng mà đó là những gì mà tôi suy nghĩ chia sẻ chúng ta cùng nghe thôi. Có thể các bạn nghe các bạn sẽ thấy nó hợp lý, và sau này các bạn cái việc mà thầy cô mà lỡ nặng nhẹ với các bạn một tí, các bạn vẫn sẽ thông cảm cho thầy cô. Tại vì sao? Tại vì thầy cô như cha mẹ vậy. Bây giờ ông thầy ông dạy mình là ông muốn mình tốt lên đúng chưa, vậy cha mẹ mình có muốn mình tốt lên không, cũng muốn mình tốt lên. Cha mẹ mình có dạy mình không, cũng dạy mình, thì thầy cô khác đéo gì cha mẹ, thầy cô như cha mẹ thôi. Cha mẹ đang tán con bạt tai được không, được, nhưng phải hợp lý. Khơi 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 tán nhỏ thì được à, cái đó thì không được. Từ ngày xem stream của anh em học giỏi hơn thì phải làm sao ạ? Em học nhiều hơn. Em nên học nhiều hơn nè, em nghe cho kỹ nha. Từ ngày em stream, từ ngày em coi stream của anh em học giỏi hơn, thì em nên làm sao, em nên học nhiều hơn chứ không phải là em nên coi stream nhiều hơn nhé. Nhớ nha. Đừng học sủa dơ ắt giỏi hơn. Hai lần tấu hài vừa đánh vừa gửi win nào được. Cái gì mà tấu hài nữa vậy? Xin mấy ông đấy. Cái gì mà tấu hài nữa? Cái kênh này bây giờ vỏn vẹn chỉ còn lại đúng kỹ năng thôi. Còn đúng kỹ năng thôi, hết hài rồi. Hôm trước là thậm chí là 1% mà các bạn vào coi vì cái sự hài hước là không còn nữa luôn. Chỉ còn lại kỹ năng và kiến thức.
không còn hàng như xưa nữa. Hôm trước có ông mới ngày hôm qua đó thì chứ đâu, ngày hôm qua ông kia cũng hỏi tôi anh ơi dạo này sao anh stream hết vui như xưa rồi nha. Tức là những người vào xem chỉ tìm niềm vui người ta còn thấy như thế luôn mà, không còn hài nữa, hết hài rồi. Bây giờ căng lắm, bây giờ chơi game rất căng. Cái vụ hồi nãy bạn Hoài Võ đồ này á, mấy cái này thì Mết nghĩ là Mết nói từ lâu rồi. Tức là Mết nói là nếu mà một ngày nào đó mà chúng ta cứ ngồi mà nói những cái lời vớ vẩn như vậy á, thì tới một ngày nào đó mấy ông coi stream mấy ông sẽ không thấy vui được nữa. Ra thì tôi tức là hồi lâu tôi nói như vậy nè. Cách đây một năm đi, cho mình lấy thời gian tròn, cho tròn một năm đi. Phải một năm trước, Mết đùng một cái khi mà chúng ta đang giỡn rất là vui, thì Mết ngay lập tức là Mết nói là không, Mết không muốn là cái cộng đồng của tụi mình, đúng nghĩa luôn đúng không? Cộng đồng của tụi mình là ai? Là bao gồm Mết và tất cả những anh em Autobot. Tức là Autobot không phải là tôi đang nói mấy ông là Autobot mẹ hết, nó không nghĩ gì, chỉ là cái group của chúng ta tên như vậy thôi. Thì Mết nói là không, Mết không thích cái cộng đồng của chúng ta nó nhảm nhí như vậy. Mết muốn là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau phát triển hơn về nhận thức, về cư xử và về kiến thức đó. Thì thật sự là trong xuyên suốt một năm qua Mết vẫn luôn cố theo sát cái việc đó. Anh em cũng thấy mà đúng không? Có nghĩa là chắc anh em cũng thấy nha. Thì Mết vẫn cố gắng theo sát cái việc đó rất là kỹ. Thì cái lý do mà Mết năm đó, cái đợt đó mà Mết nói như vậy là Mết cũng chia sẻ với các bạn luôn, là Mết nói là tới một ngày nào đó khi mà mọi người vào trong kênh, mọi người cứ lải nhải những cái câu nói tới nói lui, nói đi nói lại hoài một cách vớ vẩn như vậy, thì Mết sẽ không phải là người bị ảnh hưởng. Mết vẫn sẽ cảm thấy bình thường với những cái lời như vậy, nhưng mà mọi người xem, mọi người sẽ cảm thấy nhạt, sẽ cảm thấy chán. Và nếu như mà các bạn cứ dừng lại mãi ở những cái đó trong đầu á, thì các bạn cũng sẽ không phát triển được. Vậy thì chúng ta sẽ cùng kéo nhau chững lại hoặc là lùi đi lùi. Đó lý do tại sao mà năm đó thật sự là Mết thay đổi tất cả mọi thứ. Giống như anh em thấy là hiện tại là mọi người trên gọi là cộng đồng của chúng ta, mọi người vẫn gọi cái group của tụi mình là, ví dụ như mọi người qua bên anh Hoàng Luân đi, khi mà mọi người nói về Mết thì anh Hoàng Luân sẽ kêu, tức là mọi người sẽ phản xạ một cách tự nhiên là kêu mọi người là đi về hầm cá cha. Nhưng mà anh em có thấy có bao giờ mà Mết lên trên một cái talk show hay là lên một cái gì đó mà Mết gọi cái cộng đồng của chúng ta là cái ao cá cha hay là cái hầm cá cha không? Không bao giờ. Tại sao? Tại vì đẹp đẽ vậy cả, đúng không? Mết luôn cố gắng dành cho tất cả chúng ta những cái gì tốt nhất có thể, một cách gọi là thật sự nghiêm túc trong cái việc là chúng ta cùng nhau đi lên à, bao gồm cả việc chúng ta cùng nhau phát gạo cho bà con, bao gồm cả việc chúng ta chia sẻ với nhau những cái kiến thức, bao gồm chúng ta có những giây phút giải trí, tất cả mọi thứ chúng ta làm đều vừa đủ đó. Thì Mết vẫn luôn theo sát cái đó. Cho nên là Mết nghĩ là giải trí thì nó cũng vừa đủ thôi à, mọi người vẫn có thể giỡn, mọi người vẫn có thể giỡn bình thường, giỡn không có gì sai cả. Nhưng mà chúng ta ví dụ như thay vì mọi người cứ ngồi nói những cái cũ kỹ đi, thì mình tìm cái gì đó vui hơn tí, mình tìm cái gì đó nó thật sự là nó tinh tế, nó hay, đúng không? Khi mà một người dành cho một, khi mà một, bây giờ chúng ta đang có ở đây là 5.000 người đi, vậy nếu như một người nào đó đang muốn nổi bật lên thì hãy tìm một cái gì đó nó thật sự là nó hay, nó tinh tế. Thật ra nó cũng không cần hay và tinh tế nữa, nó chỉ cần nó đừng có cũ kỹ thôi là được. Nó đừng có cũ kỹ thôi là được.